Hạt điều, loại hạt này là một nguồn kẽm tuyệt vời. Kẽm được biết đến là khoáng chất giúp cung cấp năng lượng, đồng thời cũng là loại thuốc tăng cường testosterone được biết đến ở nam giới, đặc biệt vì nó ngăn chặn được enzyme chuyển đổi testosterone thành estrogen.